Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 349, Sống không bằng chết, 1. Cảnh Phò Mã, chúc mừng chúc mừng a. À. Trong phủ Phò Mã vừa được ban thường đã răng đèn kết hoa, lụa hồng treo cao, thỉnh thoảng có khách tiến vào, đối với Tân lang mặc hỉ phục đỏ thẫm chắp tay chúc mừng bọn họ trong miệng thì nói lời chúc mừng, đáy mắt lại giấu không được tâm tư vui sướng khi người gặp họa xen lẫn với châm chọc cười nhau. Cảnh hữu thần ở trên kim loan điện bị nhị công chúa liều lĩnh vọt vào xin chỉ hôn vạch trần việc hai người đã sớm có cấu kết. Minh đế nổi trận lôi đình, vào lúc vừa muốn xử phạt, Tây Thái Hậu cùng Hoàng hậu đuổi tới, liền tranh thủ đem việc này nói thành lưỡng tình tương duyệt, sớm có tương ứng nếu không phải vi ngưng tử ở trong cung trước mặt mọi người xảy ra loại chuyện dèm pha kia, cảnh hữu thần vốn là muốn cưới nhị công chúa, nhưng công chúa tình thâm ý trọng, không thể vứt bỏ tình yêu cho nên mới lớn mật làm ra hành vi này. Dưới sự che giấu tận tình của Tây Thái Hậu, chuyện này thuận lợi khoác lên một vỏ bọc tình trạng ý thiếp tuyệt vời. Minh đế tuy rằng biết rõ chân tướng như thế nào, nhưng vì thể diện hoàng thất rốt cục cũng chấp nhận cách biện dài này. Ngay sau đó, hoàng hậu hạ một ý chỉ, vì ngưng tử trước hôn lễ đã thất trinh, không xứng làm thê, lại đại náo bên đường, sau thất đức, không thể làm chính thê được nữa, biếm làm thiếp thất. Cảnh hữu thần tiếp theo liền cưới công chúa, trở thành vị phò mã đầu tiên của đại ung sau khi điều lệ phò mã được thông qua. Mà uy vũ tấm quân sau khi nghe được nghĩa nữ của mình bị biếm làm thiếp thất, lòng đầy căm phẫn lập tức trực tiếp vào cung yêu cầu Thái Hậu thu hồi ý chỉ, lại bị Vi Phu Nhân kéo vào trong phòng nói chuyện hai canh giờ, cuối cùng vẫn diện thánh, khi uy vũ tướng quân Vi đang thành từ ngự thư phòng đi ra không lâu, hắn liền bị phái đi làm thống lính kinh thành cấm vệ quân. Câu chuyện huyền thoại chấn động nhất đại ung cũng vì vậy mà xuất hiện. Dưới ánh nhìn đủ loại khinh bỉ và châm biếm, cảnh hữu thần đã trôi qua một ngày như vậy hắn chỉ cảm thấy lần thứ hai mặc lễ phục tân lang này thế nhưng so với lần đầu tiên còn buồn bực hơn. Sau khi kiên trì đưa tiễn tân khách các phương, lúc này mới buồn bực về tới tân phòng bài trí đỏ rực trong phò mã phù. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy tân nương tử đang mặc hỷ phục ngồi trên giường, trên đầu đội khan voan đỏ thẫm, bên trên thêu một đôi long phượng trình tường bằng chỉ kim tuyến, ánh lửa lập lòe chiếu vào tạo ra ánh sáng chói mắt, vào giờ khắc này chúng như đang cười nhạo hắn. Hái mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức đồ án kia, Tú Nương cung đình thủ nghệ khéo kéo, đồ án tinh xảo, nhưng cũng không thế ngăn cản hắn hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn đâm thủng gương mặt nữ nhân bên dưới tấm khăn ấy. Nhị công chúa vụng về như heo này, nếu không phải nàng ta vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên Kim Loan Điện, trước mắt bao người khai ra quan hệ của hai người, hắn làm sao có thể đi đến bước này? Bệ hạ cũng sẽ không nhân lúc đó mà vỗ bàn trực tiếp thông qua điều lệ phò mã, tức khắc thi hành. Nếu không phải nàng ta đột nhiên xuất hiện, hết thầy sẽ còn một con đường sống, sự tình cũng sẽ không biến thành cảnh tượng như bây giờ, hắn hiện tại được coi là gì, nam sủng cao cấp sao? Chẳng lẽ sau này, cả đời hắn đều phải canh giữ ở bên người nhị công chúa, không thể tiếp tục thăng tiến, không thể tham dự triều chính, không thể lại cùng những quan viên đương triều chuyện trò vui vẻ, nghị luận quốc sự đó mới là cuộc sống hắn muốn, hắn muốn ở trên kim loan điện đại triển kế hoạch lớn, là một người được chúng nhân kính ngưỡng mà không phải biến thành vật phụ thuộc nữ nhân, mỗi ngày sống trong phủ lãng phí cả đời, tiêu hao thời gian. Nhị công chúa sau khi bái thiên địa liền dưới sự giúp đỡ của bà mối ngồi trong tân phòng, vẫn luôn đợi cảnh hữu thần trở về, cho đến khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong lòng tự nhiên trở nên khẩn trương, hai tay đang vân vê vạt áo nay lại hồi hộp mà nắm chặt chờ đợi cảnh hữu thần đến sốc lên hỉ khan của nàng ta. Nhưng tiếng bước chân kia vào lúc cửa vừa đóng lại liền ngừng lại, sau đó cũng không có bất kỳ động tác nào nữa. Nhị công chúa không phải mà người có kiên nhẫn, sự thẹn thùng và mong đợi của nàng ta rất nhanh đã tiêu biến, vì thế nàng ta nâng tay sốc lên hỉ khăn của mình, khi nhìn thấy dung nhan nam tử ôn hòa đang đứng trước mặt, trong nháy mắt, nàng ta chống lại ánh mắt của hắn mâu quang bên trong làm cho toàn thân nàng ta phát run. Đó là một ánh mắt chứa sự thù ghét và chối bỏ mãnh liệt, tựa hồ còn chứa sát ý nồng đậm, cứ như đang hận không thể lập tức tới bóp chết nàng ta vậy. Nàng ta không thể tin được mà chừng mắt nhìn, nhìn lại thì trong mắt nam tử chính là loại ánh mắt ôn hòa như thường ngày, hắn đi về phía nàng ta, cười nói, tại sao lại gấp gáp như vậy? Tiếp tục oán giận cũng vô ích, hiện tại toàn bộ kinh thành ai ai cũng đều biết. Cảnh hữu thần hắn là nhị phò mã, người người đều đang cười nhạo hắn. Nhị công chúa bị ánh mắt ngu tình như vậy nhìn, cũng cảm thấy ánh nhìn khinh ghét khi nãy chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Thoáng thẹn thùng nói, ta thấy chàng thật lâu không lại đây, tưởng rằng chàng đã đi rồi. Ánh nến mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt nhị công chúa khiến nàng ta như nhu hòa hơn. Cảnh hữu thần thấy lúc này nàng ta có dáng vẻ ôn nhu hòa thuận, phối với tình cảnh lúc này liền cũng có hai phần sắc dục, cùng nhị công chúa uống rượu hợp cân. Mới nếm thử tư vị của liễu tình nhất dục, trái cấm, nhị công chúa sớm đã có vài phần không chịu nổi, lúc này uống ly rượu hợp cần có bỏ thêm một chút phối liệu này, đôi mắt như mềm hóa thành bãi xuân thủy, trong lúc nhẹ nhàng nhìn quanh vô tình mang theo vô hạn thúc dục, kéo cảnh hữu thần về phía dương. Cảnh hữu thần cùng nhị công chúa cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng lần đầu tiên đó là tráng trí lăng vân, máu sông lên não, ngủ với nhị công chúa chẳng khác gì là ngủ với một thước vị cùng cầm tú tiền đồ, vào lúc làm việc chỉ sợ còn năng nổ hơn so với lúc ăn xuân dược. Mà hiện tại, khi bị nhị công chúa keo đến bên giường, cảnh hữu thần đã có chút mệt mỏi kiệt sức. Quyền lợi là xuân dược tốt nhất của nam nhân, câu nói kia áp dụng lên người cảnh hữu thần thì chẳng đúng tí nào, mặc cho nhị công chúa tình cảm mãnh liệt, hắn phối hợp trong sự giàn vặt của thân thể, còn trong mắt vẫn duy trì lý trí rõ ràng không có một tia kích động. Nhị công chúa cũng không phải là người chưa từng trải, hơn nữa trước khi xuất giá, lão ma ma trong cung đã nói không ít chuyện xuân cung với nàng ta, nàng ta lại trơ mặt hỏi thêm không ít, lúc này cảm giác được chỗ kia mềm nhũn, mặt liền ảm đạm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh hữu thần, hỏi, chàng làm sao vậy, chẳng lẽ cưới ta làm chàng không vui? nàng ta manh động thì manh động, nhưng lại không phải là kẻ ngốc không có một chút đầu óc. Và lúc điều lệ phò mã được ban ra trong lòng nàng ta liền nhảy dựng, lúc trước khi mình chết sống cũng muốn gả cho cảnh hữu thần. Con từng nói dựa vào thân phận của mình để giúp cảnh hữu thần từng bước thăng chức. Kết quả đến bây giờ không chỉ không giúp được mà còn làm cho tiền đồ của hắn hoàn toàn đứt đoạn, không thể nào tiếp tục được nữa. Nếu là nữ tử bình thường nói không chừng sẽ còn có chút chột giả, khẩn chưa muốn ôn nhu huyền truyền hàm xúc một hồi nhưng nhị công chúa thì không nàng ta nghĩ đến chỉ là nàng ta là công chúa một công chúa cao quý cảnh hữu thần cưới nàng ta chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn à cảnh hữu thần ngẩn ra chợt kịp phản ứng cười nói làm sao có thể chứ tấm lòng của ta đối với nàng chẳng lẽ nàng còn không biết sao hắn nắm tay nhị công chúa nhỏ nhẹ an ủi đáy lòng lại thầm nghĩ hắn đương nhiên không muốn, nay cưới nhị công chúa trở về, hắn cái gì cũng không có, chỉ có thể nhận chức phò mã đô úy hiểu danh vô thực mà thôi. Trước kia còn cảm thấy chức hộ bộ lang trung ngũ phẩm phẩm chất quá thấp, nay nghĩ lại, hắn mới 20 tuổi, cho dù bây giờ là ngũ phẩm hộ bộ lang trung, ở trong chiều cũng coi như có tiếng rồi. Lòng người chính là tham lam, món đồ khi mình nắm trong tay thì sẽ không cảm thấy chân quý, đến khi mất rồi mới biết hối hận vậy tại sao chàng lại không có chút hứng thú với ta nhị công chúa có chút bất mãn nàng ta nghe nói một người nam nhân nếu thích nữ nhân thì sẽ như lang như hồ gấp gấp gáp gáp tuyệt không giống dáng vẻ bây giờ của cảnh hữu thần nhất mực ôn nhu một chút vị nam nhân cũng không có nàng ta lúc này không muốn cứ như vậy mà cho hắn qua ải tiếp tục nói sau khi cưới ta thì không thể tiếp tục làm quan nữa chàng không hối hận sao hối hận đương nhiên hối hận. Cảnh hữu thần bị nhị công chúa dùng khẩu khí như đang thẩm vấn phạm nhân nói đến cực kỳ mất mặt, sự hờ hững trong giọng nói tăng thêm vài phần. Tiếp đãi khách nhân cả ngày thực sự đã khiến trong lòng hắn tràn đầy buồn bực. Hắn làm sao còn năng lượng sốc lại 12 phần tinh thần để đối mặt với nhị công chúa cao cao tại thượng kia. Hắn nay đã có chút mất kiên nhẫn, nhị công chúa, nay ta đã cưới nàng về, đương nhiên là không hối hận, nàng còn hoài nghi cái gì nhị công chúa làm sao chấp nhận hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình trước đó khi ở cùng nàng ta hắn ngôn hành ôn nhu như muốn dùng nàng ta đến tận trời nay vừa cưới vào cửa việc đầu tiên là lộ ra thần sắc miến cưỡng một tay nắm lấy tay cảnh hữu thần đang trên người mình đẩy ra thét to chàng còn nói không hối hận chàng lúc trước gạt ta chính là bởi vì ta có thể giúp chàng thăng quan chứ gì hiện tại không có hy vọng liền xem ta như vật bỏ đi đúng không ta cho chàng biết cảnh hữu thần. Điều đó là không có khả năng, cho dù phụ hoàng không thích ta, nhưng mẫu hậu còn tại vì, ta hiện tại liền đi nói cho mẫu hậu. Vừa dứt lời nàng ta lập tức đứng lên, làn váy tung bay chạy ra ngoài. Cô nãi nãi của ta ơi, nàng đây đang náo loạn cái gì, ta đây không phải vì cả ngày hôm nay ở bên ngoài làm việc nên hơi mệt chút thôi sao? Cảnh hữu thần vừa nghe nàng ta muốn đi nói cho hoàng hậu, làm sao chịu để yên thân hình nhanh chóng cử động, từ trên giường đứng lên ôm lấy nhị công chúa kéo về phía sau, trong miệng không ngừng dỗ dành, nàng nếu làm lớn việc này, chẳng phải khiến người ta chê cười chúng ta sao? Chê cười, ai có lá gan dám chê cười ta? Nhị công chúa bị cảnh hữu thần ôm, trong mắt sắc bén như dao, vẫn lớn tiếng dãy rụa thét chói tai như cũ. Cảnh hữu thần thật sự chịu không nổi, không còn muốn quan tâm bọn nha hoàn chăm sóc hỉ phòng còn đang đứng bên ngoài, trực tiếp đẩy nhị công chúa ngã lên giường, dùng miệng ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng ta. Phương diện này cảnh hữu thân vẫn là một lão thủ, nhị công chúa làm sao có thể chống lại sự chiêu chọc của hắn, thân mình dần dần mềm nhũn. Cảnh hữu thần vừa hôn vừa cảm giác được dưới bụng nổi lên một trận khô nóng. Cũng may, Xuân Dược bỏ trong rượu hợp cần trước đó cuối cùng có thể phát huy công dụng rồi. Thuốc này mạnh, cảnh hữu thân thổi tắt hai ngọn đèn, cùng nhị công chúa kéo xuống màn trướng bắt đầu đêm động phòng hoa chúc phi thường đặc biệt này ngày kế cảnh hữu thần chỉ cảm thấy cả người đau nhức dữ dội như vừa bị nhìn qua ngực cổ đều ẩn ẩn đau đớn mông lung tỉnh lại mới nhớ tới đêm qua đã cùng nhị công chúa động phòng hoa chúc rồi hắn dương mắt liền nhìn thấy nhị công chúa tinh thần sáng lạn nhìn hắn trên mặt mang vẻ được ăn uống no đủ ghé vào trên người hắn hai chồng mắt xấu hổ mang theo khiếp sợ nhìn cảnh hữu thần phò mã chàng cũng thật lợi hại ngày hôm qua mệt mỏi chàng mới chỉ một lần đã kết thúc hôm nay không được lười biếng như vậy nữa nha dứt lời nàng ta còn vươn tay ở ngực hắn nhéo một chút sau đó rời giường cho người hầu hạ mặc quần áo cảnh hữu thần đau đến nhếch miệng vội vàng che ngực nhớ tới đêm qua nhị công chúa cưỡi ở trên người hắn vừa cắn vừa nhéo cái sức lực điên cuồng kia quả thực so với chó săn còn hung mãnh hơn, lại nghe đêm nay còn muốn như vậy làm thêm ba lượt, cả người không khỏi bắt đầu run rẩy. Một lát sau, cảnh hữu thần cũng từ trên giường đứng lên, được nha hoàn hầu hạ mặc xiêm y, sau khi nhanh chóng tắm rửa liền phải về vĩnh nghị hầu phủ dâng hương cho tổ tiên. Bởi vì mấy tháng trước vừa đến từ đường dâng hương, lúc này lại đi, tâm tình cảnh hữu thần không được tốt cho lắm lý lão thái quân ngồi ngay ngắn ở giữa từ đường nhìn cảnh hữu thần nhìn đứa con vợ kế từng có triển vọng nhất tất cả hy vọng của bà đều đặt trên người hắn nay trong mắt chỉ còn nỗi thất vọng nói không nên lời không biết hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này toàn bộ thành thiên việt nay đều lan truyền chuyện tốt của hắn bây giờ náo loạn đến mức này không cần lý lão thái quân nói cái gì chính cảnh hữu thần cũng biết nếu mình thừa kế tước vị chỉ sợ là con cháu của Vĩnh Nghị Hầu Phủ chết sạch mới đến phiên hắn. Cảnh hữu thần cúi đầu, chính mình cũng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, đồng thời lại oán hận những vị tổ tiên này, vì sao không phù hộ cho hắn? Vì sao lại để hắn liên tiếp bắt lời? Chẳng lẽ tổ tông cũng thiên vị, cảm thấy cảnh trầm uyên so với hắn tốt hơn? Nhị công chúa vốn không có loại kiên nhẫn đi dâng hương, tùy ý bái vài cái liền cắm hương vào bát, sau đó xoay người rời đi nàng ta là một công chúa hành lễ với thần tử cũng phải xem bọn họ chịu được không đã lý lão thái quân một câu cũng chưa nói nhìn nhị công chúa rời đi cũng không nhắc đến chuyện con dâu dâm trà nếu không phải nể mặt hoàng hậu bà ngay cả đến bái tổ cũng không muốn đến đâu quả thực mất hết mặt mũi tổ tông cưới một con dâu không biết xấu hổ như vậy trở về hiện tại cảnh hữu thần cưới công chúa dọn ra ngoài ở thì không còn gì tốt hơn. Vĩnh Nghị hầu phủ về sau cũng không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhị công chúa dạo quanh một vòng, trở lại phủ công chúa, liền ngồi xuống trong đại sảnh, chờ thiếp thất của cảnh hữu thần tới hành lễ ra mắt mình. Trong điều lệ phò mã có nó, nếu là thiếp thất cưới vào trước khi cưới công chúa thì sẽ không bị truy cứu, sau khi điều lệ được công bố, nếu có người dám tiếp tục nạp thiếp, liền đồng tội với bất tuân thánh chỉ. Mà Nguyên là thê tử của cảnh hữu thần bị hoàng hậu đặc biệt hạ ý chỉ biếm làm thiếp, vốn đã muốn hưu, nhưng cảnh hữu thần mở miệng nói tuy rằng vi ngưng từ đức hạnh kém, nhưng cũng chỉ mới gả cho hắn không lâu, nay trong bụng lại mang cốt nhục cảnh ra, sau khi hưu mẫu từ nàng sẽ không có chỗ dựa, hắn thật sự không đành lòng hoàng hậu lo lắng đến thể diện của uy vũ tướng quân phủ và vĩnh nghị hầu phù nên mới đổi thành dáng xuống làm thiếp. Nhị công chúa biết cảnh hữu thần từng vì vi ngưng từ cầu tình, đối với nữ nhân từng ngồi trên vị trí chính thê của cảnh hữu thần cũng có chút bất mãn, lại nghe nói nàng ta bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, cũng sai cung nữ đặc biệt trang điểm cho mình một phen. Bốn cung nữ tùy thân này là hoàng hậu cố ý chọn ra những cung nữ trước kia của nhị công chúa đã bị hoàng hậu giận chó đánh mèo kéo đi ra ngoài đánh chết rồi cung nữ dựa theo yêu cầu của nhị công chúa vấn cho nàng ta búi tóc phú quy mẫu đan sau đó ở trên đầu đội hoa quan hình phượng kết hợp với hồng san hô bằng đồng trắng men sau đó dọc theo búi tóc mẫu đan cài lên lược nhỏ màu đỏ bằng bảo thạch lại từ trong dương lấy ra chiếc váy dài phượng văn giao quang dệt bằng tơ vàng may riêng cho công chúa bên ngoài là ngoại sam thấu ti tuyết màu cỏ anh thảo. Nhị công chúa đứng trước tâm kính thủy ngân cao bằng một người, nhìn nhìn trang phục của mình, công nữ phía sau lên miệng khen, nhị công chúa vốn là phong hoa tuyệt đại, lại trang điểm như vậy khiến người nhìn như thường Nga nơi cung trăng, làm cho nô tỳ nhìn mãi không chán. Nhìn thiên hạ trong gương, nhị công chúa kiêu ngạo cười cười, mở hai tay trái phải nhìn nhìn, bổn cung cũng cảm thấy như vậy, coi như ngươi nói câu thật lòng thường những lời này không khỏi đem bốn cung nữ trước đó đã trang điểm cho công chúa một phen khó thở cũng may các nàng định lực không tệ miên cưỡng nhịn xuống đỡ nhị công chúa đi về tiền thính thu thủy và vi ngưng tử đã sớm đứng ở tiền thính đợi các nàng không thể không đến cảnh hữu thần sáng sớm liền phái người đến thúc giục các nàng đặc biệt là vi ngưng tử bị trực tiếp giám sát nhìn nàng ta rời giường rửa mặt chải đầu sau đó liền áp giải đến nơi này. Thu Thủy vừa nhìn thấy vi ngưng tử, nụ cười trên mặt rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp hòa, đây không phải là vi di nương sao, ngày hôm nay đến cũng thật sớm, là để thỉnh an tân phu nhân à. Từ khi không cẩn thận đẩy ngã vi ngưng tử làm kinh động đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta, Thu Thủy bị giam đến trước đó vài ngày mới được thả ra. Vi ngưng tử ỉ vào cái bụng của mình không ít lần khiến cho nàng ta phải nhịn nhục, kết quả sau đó lại nghe được cảnh hữu thần muốn cưới công chúa. Biếm vi ngưng tử làm thiếp, thu thủy ở trong phòng nở nụ cười suốt một ngày, thiếu chút nữa cười đến rớt cằm Hiện tại nhìn thấy vi ngưng tử liền không nhịn được nói vài câu chói tai, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, có mang thì sao, có mang còn không phải bị người biếm làm thiếp, từ thê xuống thiếp, còn không bằng nàng ta đâu. Vì ngưng tử đương nhiên chịu không nổi khẩu khí này, trong thời gian tân hôn đầu tiên là cưới vợ bé, nào đến toàn bộ kinh thành đều chê cười nàng ta. Tiếp theo cảnh hữu thần lại làm ra chuyện như vậy, khiến nàng ta trở thành nữ từ đầu tiên từ thê bị biếm xuống thiếp. Nàng ta mới đầu cũng từng phản kháng, đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi một chiêu đều lấy ra dùng, nhưng ly lão thái quân đại khái đối nàng ta cũng không còn nhiều hào cảm lúc đầu còn kéo cảnh hữu thần đi gian dậy, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể khuyên vi ngưng tử thấy khuyên không được liền phái hai bà quản gia ngày đêm coi chừng vi ngưng tử không cho nàng ta tìm chết vi ngưng tử thấy vĩnh nghị hầu phủ hết cách lại viết thư cho vi phu nhân ai biết vi phu nhân chỉ nói ý chỉ của hoàng hậu không thể không theo dù cha tới đâu cũng đều là tội mà vi ngưng tử từng phạm qua vi ngưng tử đương nhiên không biết Vân Khanh sau đó đã phái người đem chuyện vi tố linh trúng độc năm đó loang thoáng tiết lộ cho vi phu nhân. Biết vi ngưng tử xuống tay mưu hại mẹ ruột của mình, vi phu nhân bị dọa nhảy dựng, lúc đầu cảm thấy khó mà tin tưởng. Nhưng sau lại có nha hòa nói vi ngưng tử ở trong phủ thỉnh thoảng lầm nhầm phàn nàn với vi tố linh, dáng vẻ kia tuyệt đối không phải là của nữ nhi đang đau khổ vì mẫu thân bệnh nặng. Tuy rằng không có chứng cớ nói rõ tất cả, nhưng vi phu nhân vẫn có chút sợ hãi. Đối với thân mẫu của mình có thể như thế, vậy nghĩa mẫu là bà chẳng phải là càng không chút do dự mà hạ thủ, cũng bởi vì như thế, uy vụ tướng quân phủ cũng có ý không muốn xuất lực đi giúp vi ngưng tử. Hơn nữa bởi vì Minh Đế cảm thấy ủy khuất uy vụ tướng quân, liền thăng chức cho hắn, từ một tướng quân vốn không xuất trinh thì không có binh quyền biến thành thống lĩnh của 20 vạn cấm vệ quân kinh thành để bồi thường. Thấy thế nào thì vi phu nhân đều cảm thấy không giúp vi ngưng tử là sáng suốt nhất. Chỗ nào khẩn cầu cũng đều vô ích, vi ngưng tử tức đến vài ngày đều ngủ không được, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta một ngụm cơm cũng ăn không vô. Nàng ta tuy rằng không biết vì sao, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình bây giờ không còn được nghĩa phụ nghĩa mẫu yêu thích nữa, dần dần sắp biến thành một người xa lạ rồi. Chương 350: Sống không bằng chết. Hai Thù thủy sau khi nói xong, ở một bên đợi nửa ngày cũng chưa thấy vi ngưng tử nói chuyện, không khỏi chừng mắt nhìn, chẳng lẽ vi ngưng tử đã giận đến choang váng sao? Dư quang thoáng nhìn thấy thân ảnh nhị công chúa đang tiến lại đây, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lộ vẻ kinh dị, thanh âm khoa trương lại mang theo ủy khuất nói. Từ di nương, ta và ngươi nói chuyện, ngươi tại sao lại không để ý tới ta? Tất cả mọi người đều là di nương, thân phận đều giống nhau người bảy cái tư thái cao cao tại thượng kia làm gì còn tưởng rằng mình vẫn là cảnh phu nhân sao chủ mẫu hiện tại của chúng ta là công chúa điện hạ đó nhị công chúa miên cưỡng đi tới thanh âm vừa vặn bay vào tay nàng ta nhất thời hai hàng lông mi dựng đứng lên nhìn vùng bục lồi lên của vi ngưng từ mà muốn phát hoa mà mà bên cạnh nhìn thấy không tốt chạy nhanh giữ chặt nàng ta nhị công chúa hôm nay là ngày đầu nhận lễ trả có gì đợi lát nữa hãy nói bà ta là lão mama từ trong cung tới làm sao không biết ý định châm ngòi của thu thủy sợ nhị công chúa chưa uống trà đã gây sự tuy rằng thân phận cao quý nhưng nếu bị truyền ra cũng quá kỳ cục thêm vào đó chắc chắn sẽ hại hoàng hậu bị mắng nhị công chúa thế này mới một lần nữa nhớ lại địa vị ngày hôm nay của mình hất cằm lên đi đến giữa chính sảnh ngồi xuống còn cảnh hữu thần thì ngồi ở vị trí bên cạnh nàng ta thu thủy trời xanh hiếu động, trang phục thường ngày cũng lấy màu sắc tươi sáng làm chủ đạo. Trên người mặc áo màu da cam theo ám văn điệp luyến phối với áo khoác ngắn, phía dưới mang váy dài màu tối, cả người thập phần tươi tắn, một đôi mắt to bắt quái chuyển không ngừng, thoạt nhìn liền biết là người không ăn phận, trên đầu cài hai cây châm cúc hoa kim ngân. Nhìn thấy nhị công chúa tiến vào cũng không chỉnh vi ngưng tử, nàng ta còn thấy có chút kỳ quái, nghe nói tính cách nhị công chúa vô cùng xúc động, như thế nào hôm nay lại trầm ổn như vậy, bất quá nàng ta vẫn cười hì hì qua bên kia hành một cái đại lễ với nhị công chúa, bưng trà nói, nhị công chúa, thỉnh uống trà. Nếu là gia đình bình thường, khi cưới con dâu, thiếp thất đều phải xưng, phu nhân, nhưng điều lệ phò mã vừa ban bố. Tuy rằng không nói phỏ mã cùng người nhà khi nhìn thấy công chúa là phải hành lễ hay phải tự xưng vi thần gì đó, nhưng công chúa lại không còn theo phu quân xưng là phu nhân mà là phò mã phải đi theo cách phân vị của công chúa mà xưng hô. Cảnh hữu thần nghe xong lại cảm thấy có chút khó chấp nhận, ngón tay khi nắm cốc trà hơi hơi dùng sức, lại như không việc gì mà thả lòng, nhấp một ngụm trong chén lại thấy loại trà này không còn thơm mát như trước kia. Nhị công chúa biết thu thủy, cũng biết rõ thân phận của nàng ta là muội muội của một di si nương trong phủ an bá, chỉ là một bình dân mà thôi, thân phận thấp kém, cho dù như thế nào cũng không tạo nên mưa gió gì. Hơn nữa vừa rồi nghe Thu Thủy nói chuyện như đang thực giữ gìn địa vị của mình, liền cũng không làm khó xử nàng ta, bưng trà lên uống một ngụm, dùng khăn lau miệng, cho mama để lên khay một cái hồng bao nói, được rồi, ngươi bây giờ đứng qua một bên đi. Khẩu khí này, hoàn toàn không xem Thu Thủy như thiếp thất, giọng nói như đang sai sử nha đầu, sắc mặt Thu Thủy không được tốt lắm nhưng vẫn không nói gì ở đáy lòng nàng ta, công chúa vẫn rất châu bò, là nữ nhi của hoàng đế đó, không thể dễ dàng đắc tội, bằng không sẽ bị kéo ra ngoài chặt đầu, không thể không nói. Có đôi khi loại ý thức bình dân này đối với thu thủy cũng có tác dụng như bù hộ mệnh. Nhị công chúa cũng không phải không thấy được sắc mặt của thu thủy, chỉ là lực chú ý của nàng ta lúc này đều đặt ở trên người vi ngưng tử rồi. Đôi mắt của nàng ta hơi có chốt lé, cứ như vậy nheo mắt nhìn vi ngưng tử thấy ả à một thân yên liễu sắc, màu xanh xám, với hoa hải đường bằng bạc thiếp vàng, bên dưới là váy dài thiêu cành liễu màu xanh lá nhạt, trên đầu trải búi tóc hướng nguyệt, bên trên là hai cây châm bạc dài treo bạch ngọc, cả người thoạt nhìn tươi mát lại không mất trịnh trọng, nhìn vào liền lộ ra một cỗ kiểu mị, như một đóa hoa đào đang bắt đầu nở rộ, chỉ là sắc mặt có chốt kém. Cho dù đã dùng phấn che đẩy nhưng dưới mắt vẫn lộ ra chút xanh sao. Vì ngưng tử nhị công chúa ngược lại am hiểu tường tận, sau khi thân phụ chết liền đến Dương Châu Nương tựa nhà gì, kết quả bởi vì chuyện vô thuật bị an bá đổi ra khỏi phủ, thiếu chút nữa đã chết, sau lại được uy vũ tướng quân cứu trở về, nhận làm nghĩa nữ, sau lại bởi vì ở trên trạng nguyên yến cùng cảnh hữu thần xảy ra rèm pha, mới được cảnh hữu thần cưới về. Việc này, sau khi nhị công chúa cùng cảnh hữu thần có thông đồng, đã sai người cha xét giành mạch, nàng ta không chỉ một lần cười nhạo thân phận của vi ngưng tử nói đến cùng cũng chỉ là một bé gái mồ côi dựa vào cái gì mà muốn cùng nàng ta đấu ngày hôm nay vừa thấy thật là trời sinh nhu mì như nước cực kỳ dụ người khó trách cảnh hữu thần còn cầu mẫu hậu đừng hưu ả ta khuôn mặt yêu mị này nhìn thấy đã gai mắt lúc này nhị công chúa đã hoàn toàn xem nhẹ việc vi ngưng tử còn đang mang thai cảm thấy tất cả đều là bởi vì vi ngưng tử rất xinh đẹp Mới có thể khiến cảnh hữu thần không hiu ả ta Tình nguyện thu làm tiểu thiếp Vì ngưng tử trong bụng mang thai Từ khi thấy cảnh hữu thần đi ra liền dùng hạnh mâu như nước khẩn cầu nhìn hắn Hy vọng không cần quỳ xuống kính trà Cảnh hữu thần thật ra đã bị đôi mắt kia đà động Nhưng dù thế nào hắn cũng hiểu rằng không thể mờ miệng Nếu không kính trà Vì ngưng tử chắc hẳn sẽ bị nhị công chúa tìm lý do lập tức hành hạ đến chết Liền rời đi ánh mắt không nhìn tới ả ta nữa vì ngưng tử biết người nam nhân không thể dựa vào được nữa có thể để mình từ thê thành thiếp nam nhân ngoan tâm ác độc như vậy thì còn có thể cầu xin gì nữa chứ à ta chỉ hy vọng đứa nhỏ trong bụng có thể mạnh mẽ không chịu thua kém đến lúc đó dù thế nào thì mình cũng còn có một đứa trẻ bên người nếu là con trai nói không chừng còn có thể giúp à thoát khỏi những ngày tháng sau này nghĩ đến đây vì ngưng tử bưng lên nước trà phấn lam đưa tới thật cẩn thận quỳ trên mặt đất Tư thái cung kính dơ cao khay trà, nói với nhị công chúa, nhị công chúa, thỉnh uống trà. Nhị công chúa nhìn vi ngưng tử động tác cẩn thận, cứ như nếu dùng sức mạnh quá sẽ bị gãy thắt lưng không bằng, khiến nàng ta nhớ tới những mỹ nhân luôn cùng hoàng hậu tranh sùng. Hơn nữa, cũng vì thân phận đặc thù trước kia của vi ngưng tử, nàng ta liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía trước lộ ra tầng tầng nếp nhăn trên cái chán ngắn, trà của ngươi, bổn cung thật không dám uống. Vì ngưng tử ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn nhị công chúa, không rõ lời này của nàng ta là có ý gì, vốn trong lòng có chút lo sợ bất an, nay tất cả đã trở thành hiện thực, xem ra vị nhị công chúa này nhất định muốn tạo phiền toái cho à. Nhị công chúa, có lẽ trà vẫn còn nóng, tỷ thiếp sẽ cầm một lát, đến khi trà nguội rồi ngài lại uống. Vì ngưng tử hít sâu một cái, mang trên mặt nụ cười, ôn nhu nói. Nhị công chúa cũng không nghĩ tới Vi Ngưng Tử bị nàng ta nói như vậy mà còn có thể bảo trì bình thản, xem ra cũng không phải dễ đối phó. Đương nhiên, ở trong lòng nhị công chúa, nàng ta cảm thấy người khác đều hẳn là kẻ thiếu kiên nhẫn. Không phải độ ấm của trà cao hay không cao, vấn đề là, theo bổn cung dược biết, ngươi đầu tiên là mất cha, sau nương ngươi lại hấp hối, bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi, nghĩ tới nghĩ lui, bổn cung cảm thấy ngươi như vậy đại khái chính là số mạng khắc chết cha mẹ như lời đồn. Nay cha mẹ ngươi cũng không còn để ra mặt, mà bổn cung làm chủ mẫu của ngươi, cũng có chữ, mẫu, nếu để khắc tinh ngươi dâng trà, ai biết có khắc chết bổn cung hay không? Nhị công chúa càng tỏ thái độ không tốt, lời nói ra cũng phi thường khó nghe, khiến cảnh hưu thần nghe được lập tức nhíu mày, dùng sức khù. Hai tiếng, phía sau ma ma cũng biết không ổn, nào có chuyện tân hôn ngày thứ hai khi uống trà chủ mẫu lại trái một câu, phải một câu mà châm chọc thiếp thất chứ. Cho nên thấp giọng nhắc nhở nói, công chúa, ngày đại hỷ, điểm xấu. Người xem, ngay cả mama là người biết quy củ như vậy đều cảm thấy ngươi là một điểm xấu. Nhị công chúa hoàn toàn không nghe hiểu ý tứ của mama, cảm thấy hành động này của bà ta cũng không tệ. Vì ngưng tử nghe những lời chỉ trích của nàng ta, cảm thấy đầu cũng đau, dù nói như thế nào, cha của ả à cũng vào lúc ả à hơn 10 tuổi mới mất, việc này làm sao có thể nói là ả à khắc cha, hơn nữa nếu nói tiếp tục khắc người thân thì cũng là vi phu nhân của vi tướng quân, từ trước tới nay chưa có chuyện khắc chủ mẫu bao giờ. "Ả à ta chịu đựng cơn vũ nhục này", mạnh mẽ tỏ ra bình tĩnh nói, "Nhị công chúa Hồng Phúc Tề Thiên, không lẽ người bình thường có thể sánh bằng." Vậy cũng nói không chừng, mệnh số này nếu cường đại không những khắc chết bồn cung, phò mã, còn có những người khác nữa, chờ mọi người chết sạch, cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi, không biết số mạng cường đại này khi sinh con có thể sinh ra một tiểu khắc tinh không? Nhị công chúa ngư khí không có chút nhân nhượng, dáng vẻ nhìn vi ngưng tử tràn đầy khinh bỉ, trong lòng cảm thấy thông khoái rất nhiều. Nhị công chúa, uống trà đi. Cảnh hữu thần thấy nhị công chúa lời nói càng ngày càng không đâu vào đâu, thật sự là không thể nhịn được nữa. Một vị công chúa, làm sao có thể là loại đức hạnh này? Hắn cảm thấy mình thật sự đã nhặt được một công chúa, kỳ ba, nhất của vương triều đại ung về nhà rồi. Nhị công chúa vừa nghe cảnh hữu thần mở miệng nói chuyện. Trong lời nói tựa hồ rất thương tiếc vi ngưng tử liền lại tức giận. Hiểu được à hồ ly này trong lòng hắn chính là bảo bối. Nàng ta mới nói vài lời đã hắn đau lòng rồi. Chuyện của nữ nhân một nam nhân như chàng không cần hỏi tới. Nhị công chúa không chút khách khí phản bác cảnh hữu thần, mặc kệ cảnh hữu thần bị những lời này làm tức đến trên mặt một trận trắng một trận xanh, sau đó chừng mắt liếc vi ngưng tử đang cúi đầu, trong lòng ghen tức lồng lộn, liền vươn tay bưng trà lên, đưa đến đầu vi ngưng tử đổ xuống. Đây quả thật là một động tác bộc trực, ngay cả một chút làm bộ cũng không có, cứ như vậy mà đổ xuống, khiến Thu Thủy cùng những nha hoàn cung nữ đang trong phòng cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Những người khác ít nhất phải làm chút động tác giả, nói vài lời khách khí, mà nhị công chúa sau khi đổ xong liền ném ly lại vào trong mâm, tiếp nhận khăn cung nữ truyền đến lau tay nói, trà này uống không ngon, bổn cung không uống nữa. Trà uống rồi, nàng mau để cho người ta đứng lên đi. Cảnh hữu thần nhìn cả người vi ngưng tử ướt sũng khuôn mặt kiều mị kia lập tức trở nên chật vật. Rốt cuộc vi ngưng tử cũng từng là chính thất của hắn, đột nhiên bị biếm làm thiếp, cũng đã đủ ủy khuất rồi. Nay còn bị vị nhị công chúa tính tình thất thường này đổ cả ly nước trà nóng lên đầu, liền có chút đau lòng, lại nhìn tay nàng còn đang che bụng, nghĩ đến ở nơi đó là con của mình, nên mở miệng nói. Đứng lên cái gì, để cho nàng ta quỳ, ngay cả trà cũng bưng không được, còn không bằng một nô tỳ. Nhị công chúa lau tay, quăng khăn qua một bên, đôi mắt nhìn thấy tầm mắt đau lòng của cảnh hữu thần, trong lòng càng khó chịu, lạnh giọng quát lên. Công chúa đối với tỷ thiếp như thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng trong bụng tỷ thiếp đang mang cốt nhục của phu quân, nếu cứ tiếp quỳ thế này chỉ sợ đứa bé trong bụng chịu không nổi, xin công chúa khoan hồng hãy bỏ qua cho tỷ thiếp lần này, tỷ thiếp ngày sau nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn. Để khi bưng trà có thể khiến công chúa vừa lòng. Vì ngưng tử nhìn qua một màn vừa rồi. Biết cảnh hữu thần ở trước mặt công chúa không thể giúp à nói chuyện. Càng nói công chúa càng tức giận. Không bằng mình mở miệng nhờ thì kết quả sẽ tốt hơn. Tuy rằng bị đổ nước trà lên đầu. Nhưng vi ngưng tử biết mình không thể cùng nhị công chúa so đo sự khác biệt của thân phận. Nhị công chúa không phải thu thủy. Không phải lúc cứng đối cứng nhị công chúa nhìn nhìn dáng vẻ nàng ta che chở bụng nghĩ đến đó chính là đứa bé nàng ta cùng cảnh hữu thần lăn lộn trên giường mà có được sắc mặt liền càng khó coi cả người như một lọ dấm chua ngàn năm bị đổ nghiêng ra trên mặt ngay cả một tia đồng tình cũng không có vột một cái liền đứng lên ngữ khí chua chát ngoan lệ nói nơi này là phủ công chúa trong phủ này chỉ có đứa bé trong bụng bồn cung mới được xem như con của phò mã đứa nhỏ trong bụng ngươi ai biết có phải là giã loại từ chỗ khác có hay không? Cho dù không phải, thì cũng không có liên quan gì đến bổn cung. Ngươi liền thành thành thật thật quỳ gối ở nơi này, khi nào có lệnh của bổn cung thì mới được đứng lên, ngươi quỳ tiếp cho ta. Nàng ta không tin quỳ cả một ngày, tiện trùng trong bụng này cũng không rớt ra, nếu là như thế thì nàng ta còn có chiêu khác, nàng ta mới sẽ không ở trong phủ mình đi nuôi đứa nhỏ của người khác. Vì ngưng tử chưa từng nghe qua loại câu thoại vớ vẩn thế này, chỉ nâng mắt lên, không biết làm sao mà nhìn cảnh hữu thần, điềm đạm đáng yêu. Nàng ta nói lời này, một chút cũng không cố kỵ đến thể diện của cảnh hữu thần, nếu sắc mặt của cảnh hữu thần vừa rồi là xanh trắng không ngừng, nay chính là hừng ngực đỏ rực, lập tức đứng lên nói, nhị công chúa, tuy rằng ta là phò mã của nàng, nhưng nàng ấy cũng là thiếp thất của ta, trong bụng đang mang là hài tử của ta không phải là dã loại gì, nàng làm sao có thể để cho nàng ấy vẫn cứ quỳ như vậy, một thai phụ như nàng ấy quỳ lâu như vậy làm sao chịu được. Vốn mama bên cạnh nghe được lời của nhị công chúa, tính đợi lát nữa trở về khuyên giải an ủi vài câu, để cho vi ngưng tử sớm chốt đứng lên, bà ta cũng không phải vì tội nghiệp vi ngưng tử, chỉ là muốn bảo vệ thanh danh của hoàng hậu thôi. Nhưng lúc này nghe cảnh hữu thần nói như vậy, khiến nhị công chúa hoàn toàn bạo phát nàng vút một cái liền xoay người lại nhìn cảnh hữu thần mắng ta biết trong lòng chàng yêu là à hồ mị này mà chàng cưới ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền đồ của chàng thôi đúng không để cho à ta quỳ một chút chàng liền không đành lòng ta vì chàng còn lên tới kim loan điện cầu phụ hoàng tại sao lại chưa từng thấy chàng đau lòng cho ta cảnh hữu thần chàng là đồ lăng tâm cầu phế nay thấy ta không giúp ích được gì cho tương lai của chàng Ngược lại, con trở ngại quan đồ của chàng, khiến chàng không thể đạt thành tâm nguyện, chàng liền đối với ta vô tình vô nghĩa như vậy. Ta cho chàng biết, chàng càng thương tiếc à, ta lại càng muốn tra tấn à. Chàng càng thương tiếc tiện trùng đó, ta hiện tại liền muốn đem đứa bé kia đánh rớt. Nhị công chúa giống xong xoay người liền đá một cước vào Vi Ngưng Tử, Vi Ngưng Tử từ, từ lúc nàng ta hóa cuồng đã làm xong chuẩn bị, lúc này nghiêng người tránh đi, một cước kia không đá đến bụng nhưng cũng đá vào ngực nhất thời ả à bị đau ngã xuống cảnh hữu thần nghe thấy giọng nói sắc nhọn của nhị công chúa mỗi câu chỉ trích đều đâm trúng nỗi đau của hắn hắn chỉ cảm thấy đầu óc phát đau ánh mắt thấy nhị công chúa không phân rõ phải trái liền trực tiếp đá con của mình như vậy lập tức vọt lên muốn ngăn lại động tác của nhị công chúa để cứu nhi tử nhưng nhị công chúa chỉ nhìn thấy hắn lao về phía mình sắc mặt dữ tợn đôi mắt hung ác dáng vẻ thoạt nhìn giống như muốn đánh mình nhất thời nàng ta giận đến tức ngực cùng cảnh hữu thần đơn đống. nhị công chúa ở trong cung cũng từng được dạy chút công phu quyền cước không phải là loại nữ lưu hoàn toàn yếu kém khi phát điên rất là khủng bố nàng ta cầm lấy tóc cảnh hữu thần liều mạng nhéo a kéo a còn dùng sức cắn mà võ công cảnh hữu thần không tệ tuy rằng nhìn thấy hành vi của nhị công chúa thật sự là không thể nhịn được nữa nhưng rốt cuộc cũng không dám ra tay với nàng ta chỉ có thể dùng sức chế trụ tay nàng ta không cho nàng ta dùng lực quá lớn miễn cho toàn bộ da đầu của hắn đều bị kéo đi mẹ nó các ngươi còn chưa đến hỗ trợ ta sắp bị hắn đánh chết rồi nhị công chúa bị bàn tay to của nam tử kiềm hãm không thể động đẩy liền phát huy công phu sư tử gầm lớn tiếng thét chói tai trong bốn ả à công nữ có hai người có võ công lúc này nghe được nhị công chúa thét chói tai lập tức đi lên chế trụ của tay cảnh hữu thần dùng sức đè bả vai của hắn xuống cảnh hữu thần lập tức bất lực sức mạnh kiềm chế tay của nhị công chúa bị thả lỏng cơn giận xông lên đầu hoàn toàn mất đi lý trí của ngày thường nàng ta trực tiếp lấy khay trà trên bàn hướng đầu của cảnh hữu thần mà nện xuống cũng dám cùng bổn công một vốn một lời đối đầu người nhà lá gan cũng quá lớn rồi không đánh ngươi người cũng không biết bản công chúa lợi hại cái khay kia bang bang không ngừng đánh vào người cảnh hữu thần đánh cho đến khi hắn lui cũng lui không được tay lại không động đậy được cả người chỉ có thể dùng chân ngăn cản nhị công chúa thấy hắn còn dám đỡ trực tiếp ngồi lên người cảnh hữu thần đè lại hoạt động của hắn càng thêm dùng sức độc nếu phải dùng từ ngữ để hình dung suy nghĩ của cảnh hữu thần lúc này thì phải là sống không bằng chết Nhị công chúa mười mấy năm qua vẫn lớn lên dưới sự bảo vệ của minh đế cùng hoàng hậu. Dù là trong cung ngoài cung đều không có người dám khi dễ nàng ta, mà người chọc nàng ta nay cũng không khác gì một khối tử thi rồi. Hiện tại nàng ta lập gia đình, cũng hoàn toàn không có chút ý thức đã trở thành phu nhân của người ta, trong tiềm thức của nàng ta, phỏ mã là cái gì? Phỏ mã chính là nam sủng nàng ta danh chính ngôn thuận cưới A, so với tiểu quan bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Bất quá là một gã có chốt xinh đẹp quy củ hơn thôi, đều là loại phải nịnh hót nàng ta, lấy lòng nàng ta, đem nàng ta ở trên giường dưới giường đều hầu hạ thư thư phục phục mới đúng. Còn người này, dám vì một ả à hồ ly tinh mà tranh luận với nàng ta thì thôi, này thế nhưng còn dám động thủ với mình, chẳng lẽ không muốn sống rồi sao? Nhị công chúa hung hăng đánh cảnh hữu thần đến sao bay đầy mắt, đầu choáng váng, con mắt sưng lên, lỗ mũi đổ máu rốt cuộc không còn sức động đẩy, bị nhị công chúa dùng hành vi bạo lực như thế làm hắn sợ tới mức ngây người. Ma bên cạnh mới hồi phục tinh thần lại, cũng không dám tiến lên khuyên, sợ nhị công chúa nếu còn chưa đánh đủ thì một lát nữa sẽ quay sang đập mình, nên chỉ dừng ở nơi có khoảng cách xa một chút mà hô, nhị công chúa, được rồi, phò mã biết sai rồi. Hừ, nhị công chúa nhìn cảnh hưu thần nằm trên mặt đất như cá chết, hừ lạnh một tiếng quăng cây khay sang bên cạnh, đứng lên, khinh thường nói, mới đánh vải cái như vậy liền giả chết. Người nếu đã muốn nằm, trước khi trời tối, các ngươi ai cũng không được dìu hắn đứng lên, để cho hắn ở trong này nằm đủ thì thôi. Nếu không phải buổi tối nàng ta vẫn còn đợi hắn hầu hạ, thì chắc chắn nàng ta sẽ cho hắn ở trong này ngủ cả ngày. Cùng nữ cùng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút đồng tình đối với phò mã ra đang nằm trên đất người sáng suốt đều nhìn ra được a à, phò mã làm sao nguyện ý nằm hai cánh tay hắn bị khóa lại bị nhị công chúa mãnh liệt đập vào mặt như vậy dù là ai cũng sẽ không đứng nổi a à. nhưng mà không ai dám đứng ra nói thêm một câu mỗi người đều rụt cổ tận lực khiến cho mình trở nên vô hình thu thủy lại chậm rãi cong người hận không thể biến mình thành quả cầu nhỏ đừng để cho vị công chúa biêu hãn trước mặt này phát hiện mới tốt nhị công chúa đánh cảnh hữu thần xong dơ quang liếc đến chỗ vi ngưng tử đang bị dọa đến ngu người thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của ả à trắng bệch bộ dáng ôn nhu kiều diễm chính vì ả à hồ ly tinh này mới khiến nàng ta tân hôn ngày thứ hai đã ầm ĩ cùng phò mã ra trước khi cưới cảnh hữu thần chính là ôn nhu nhỏ nhẹ đối với nàng ta tốt lắm nhất định là vì vi ngưng tử không phục chuyện mình chiếm vị trí vốn có của ả à mà ở trước mặt phò mã xúi dục bằng không phò mã sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhị công chúa tuy rằng đánh cảnh hữu thần, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn còn thích cảnh hữu thần. Nay nhìn thấy vi ngưng tử, liền giống như phần lớn nữ nhân trong thiên hạ, cảm thấy nam nhân của mình không sai, đều là lỗi của nữ nhân khác. Người đâu, tử di nương không tôn trọng chủ mẫu, xúi dục phò mã động thủ ẩu đà với công chúa, đem nàng treo lên cây đại thụ trong sân cho ta, ba ngày sau mới thả xuống mệnh lệnh vừa ra, vì ngưng tử sợ tới mức cả người phát run, nhị công chúa này hoàn toàn không theo bài bản gì a à, ám chiêu gì à cũng không dùng đến, hoàn toàn là không biết xấu hổ mặt dày cãi lý, mình nếu bị treo ba ngày, đừng nói đến đứa nhỏ trong bụng chịu không nổi, ngay cả bản thân cũng chỉ sợ chỉ còn một hơi tàn. à, rất nhanh quay đầu, nhìn mama duy nhất ở giữa sân, từ hành vi của mama vừa rồi mà nói, bà ta vẫn biết một chút lễ pháp trong mắt mang theo kỳ vọng nói, tỷ thiếp không có mạo phạm công chúa, cũng chưa từng xúi dục phò mã, mọi người ở đây đều thấy được, là phò mã tự mình đi qua, tỷ thiếp cái gì cũng không có làm a, à. không thể không nói, vi ngưng tử là một người cực kỳ thông minh, à dưới tình huống như vậy còn có thể cố sức phân tích ra tác dụng của mỗi người, nhưng à thật sự không nhìn thấu nhị công chúa rồi, nhị công chúa đi đến trước mặt vi ngưng tử trả lời à chính là một cước đá ra cười lạnh nói nơi này là phủ công chúa mọi người đều là người của bổn cung nhân ai dám giúp ngươi nói thêm một câu bổn cung hiện tại liền lôi hắn đi ra ngoài đánh chết cho chó ăn các nàng không có lá gan này bổn cung là công chúa ngươi là bình dân bổn cung là chủ mẫu ngươi là thiếp bổn cung nói ngươi mạo phạm thì chính là mạo phạm người đâu đem nàng ta treo ngược lên cây chương 351, Lăng Nhục, 1. Mà mà vốn muốn mở miệng khuyên ngăn, lại nghe lời nói của nhị công chúa thì liền trầm mặc Bà ta ở trong cung nhiều năm, đương nhiên biết nhị công chúa này lợi hại. Mạng của nô tỳ ở trong mắt nàng ta cũng không quý bằng một cái vòng tay, nên dụ mắt xuống làm như cái gì cũng không thấy. Vì ngưng tử bị hành vi biêu hãn của nhị công chúa dọa đến toàn thân lạnh lẽo, đáy mắt chứa đầy thần sắc kinh khủng nhìn công chúa hung hăng cường hãn trước mắt này, ám chiều ả à sử dụng không được, ngoan chiêu ả à lại không có cái thực lực kia, vi ngưng tử luôn tự cho mình là thông minh nay rốt cuộc cũng có loại cảm giác vô lực rồi. Hạ nhân đứng ở một bên tuy rằng đồng tình với vi ngưng tử, nhưng càng hy vọng mình có thể sống sót hơn, lập tức có người đi lên, trực tiếp lôi vi ngưng tử ra ngoài, đi về phía đại thụ trong viện người phủ công chúa phần lớn đều đến từ trong cung, một phần nhỏ là hạ nhân vĩnh nghị hầu phủ. nhưng lúc này không một người dám nói lời nào. phấn làm phấn ngọc cơ hồ sợ tới mức lạnh run, sợ vị nhị công chúa này sẽ giận cho đánh mèo với nha hoàn của vi ngưng tử, mà những hạ nhân khác lại cùng vi ngưng tử cảm tình nhạt nhẽo, liền càng không thể vì vi ngưng tử cầu tình. vài ả à cung nữ thô lỗ đè lại vi ngưng tử không cho ả dãy rủ cột dây thừng thật chắc ở trên chân ả à, sau đó cứ nắm lấy dây mà kéo, cứ như vậy mà treo ngược vi ngưng tử lên cây ngô đồng trong viện. Máu đi ngược chiều, vi ngưng tử chỉ cảm thấy đầu như bị phình ra, cả người khó chịu nói không nên lời, bởi vì treo ngược, trọng tâm của bụng hướng xuống đất, loáng thoáng có cảm giác nhoi nhói. Vốn cây thai của ả à bắt đầu từ lúc bị thu thủy đầy nay đã hồi phục được một ít, đại phu nói có thể xuống giường đi lại, nhưng không nên làm động tác mạnh. Nhưng trải qua ngày hôm nay, vừa bị quỳ vừa bị đá, thai khí đã sớm động, chẳng qua Vi Ngưng Tử lúc đầu bị kinh hách nên không nhận thấy được. Nay lại bị treo ngược như vậy, qua không bao lâu, máu từ trong đùi bắt đầu nhỏ xuống. Từng giọt máu đỏ tươi từ trên người Vi Ngưng Tử chảy xuống, Vi Ngưng Tử bắt đầu ra sức rẫy rủa, hô to, "Nhị công chúa, nhị công chúa, cầu xin người thả tỷ thiếp xuống đi, đứa nhỏ của tỷ thiếp, đứa nhỏ ả à, cơ hồ là vừa khóc vừa kêu to, liều mạng muốn cong người về phía trước đi cởi bỏ dây thừng trên đùi, như một con cá đang dãy rùa, bỗng nhiên trở nên vô lực, theo từng giọt máu nhỏ xuống, sức lực của vi ngưng tử cũng dần dần mất đi, trong miệng vẫn thấp giọng hô, nhị công chúa, cầu xin người, tỷ thiếp sai rồi, người để cho tỷ thiếp xuống đi, đứa nhỏ, đứa nhỏ. Cái loại cảm giác thân thể dần dần trở nên lạnh như băng này chiếm cứ tinh thần của vi ngưng tử ả à, có thể cảm giác được sinh mệnh trong bụng đang biến mất từng chút một. đứa nhỏ này làm bạn với ả à mấy tháng. tuy rằng nói ả à là mang theo suy nghĩ vì ích lợi mà nhìn đứa nhỏ này, nhưng rốt cuộc cũng đã ở trong bụng mình lâu như vậy, dần dần cũng có cảm tình. nhị công chúa cười lạnh nhìn vi ngưng tử, trên mặt lộ vẻ khinh thường, dáng vẻ khổ sơ của ả à lọt vào mắt nhị công chúa lại là một loại khoái cảm. chảy đi, chảy đi về sau để xem ngươi có thể dùng cái gì đi câu dẫn phò mã trường hợp như vậy phối với thanh âm hèn mọn yếu ớt như đang bên bờ tử vong của à làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng bọn họ không đồng tình với vi ngưng tử nhưng đứa bé trong bụng là vô tội a à. mà mà thấy sắc mặt vi ngưng tử bắt đầu xanh sao đứa nhỏ đã chết thì thôi nếu ngay cả vi ngưng tử cũng chết công chúa ngày đầu tiên vào cửa liền giết chết tiền thê chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu, vì thế sốc lại lá gan đi lên nhỏ giọng nói với nhị công chúa. Công chúa, hôm nay cũng là ngày đại hỷ của người, hành hạ nàng ta đến bộ dáng này thật sự cũng khó coi, hơn nữa hôm nay thấy máu cũng không may mắn, không bằng cho người gở xuống, nhốt ở thiên viện đi, một hồi nếu cả mạng người cũng chết thì cũng không tốt. Lúc đầu nghe lời ma ma nói, sắc mặt nhị công chúa hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng sau khi nghe xong, nàng ta bắt đầu vui vẻ, xoay người đối với mama, khen, mama không hổ là lão nhân trong cung, nếu cha tấn ả một lần sẽ chết, vậy chẳng phải là phiền phức sao, lần này trước mắt đến đây thôi, đánh rớt nhiệt trùng kia cũng đủ rồi. Thế này mới phân phó người thả vi ngưng tử xuống, quang ả đến hậu viện là được, còn mình thì đi trở về hậu viện. Mama dùng một ánh mắt với cung nữ, còn không mau đi thỉnh đại phu đến cung nữ nhìn vi ngưng tử co thành một khối trên đất, toàn thân ả à ướt đầm đề, mồ hôi xen lẫn với máu thoạt nhìn như mới được vớt ra từ trong nước. trong lòng cảm thấy đáng thương, nhưng hơn đó còn có chút sợ hãi hỏi: "mama, công chúa chưa nói có thể thình à?" mama mà mà vừa thấy trên mặt cung nữ kia hiện ra dáng vẻ sợ sệt, hiểu được thủ đoạn ngày hôm nay của nhị công chúa thật sự là quá kinh người. chớ nói bọn cung nữ, ngay cả bà ta khi nhìn thấy cảnh nhị công chúa hung hăng chỉnh phò mã cũng có chút khó mà tiếp nhận, trong lòng còn sợ hãi lắc đầu, vị tiền thê này thật đáng thương. Mới vừa rồi công chúa cũng nói không muốn một lần đã hành hạ chết từ di nương, đây chính là muốn giữ cho nàng ta một mạng, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng ta, nếu không có đại phu đến xem, chỉ sợ sống không quá đêm nay, ngươi cứ việc đi thỉnh, không có việc gì đâu. Nghe xong lời này của mama, công nữ kia mới có chút thả lòng, lệnh cho nha hoàn trong phủ nâng vi ngưng tử đi thiên viện, mình thì chạy nhanh ra ngoài thỉnh đại phu. Đến ban đêm, công chúa ăn no, lại chơi một hồi, khi cảm thấy có chút buồn ngủ, mới nhìn thoáng qua phía cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy nói, đi, bảo phò mã đứng lên, ăn chút cơm, buổi tối đến chỗ ta. Cung nữ được lệnh, đi đến chính sảnh vừa huyên náo ban sáng, cảnh hữu thần vẫn nằm ở chỗ này, đến động cũng chưa động này ở trong phủ công chúa, e rằng không người nào dám lén lút làm điều gì, ai cũng sợ sẽ chọc tới nhị công chúa điên cuồng kia. Cảnh hữu thần nằm trên mặt đất, tuy nói là ngày mùa hè tháng 8, đại sảnh này cũng coi như mát mẻ, nhưng nếu ở trên sàn lạnh như băng nằm một ngày, hơn nữa trên đầu trên người còn bị thương, thật sự là khổ không thể tả. Cùng nữ giúp hắn đặt thẳng hai cánh tay lại, đứng lên nhìn cảnh hữu thần vẫn còn nằm trên mặt đất dậy không nổi nói, Công chúa nói, cho người đi tắm, ăn một bữa cơm, một lúc sau lập tức đi đến chỗ ngài. Vừa nói xong, cung nữ liền quay đầu ra khỏi đại sảnh, một chút cũng không có ý muốn dìu cảnh hữu thần. Cảnh hữu thần trong lòng phẫn nổ, hối hận dối thành một đoàn, trong lồng ngực giống như đã tràn ngập lửa giận, tùy thời có thể nổ mạnh. Một cung nữ hiện tại cũng tỏ sắc mặt với hắn, hắn này đến tột cùng đã biến thành cái gì? Phò mã đây là đãi ngộ một phò mã sẽ có sao? Nghỉ ngơi một hồi, cánh tay phục hồi kha khá, cảnh hữu thần đứng lên, bị nhị công chúa đánh đến đờ đẫn, trong lúc đang mơ hồ thì loáng thoáng nghe được cái gì đại phu, tử di nương. Vì ngưng tử tại sao lại phải mời đại phu, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng đã mất rồi? Nghĩ đến đây, cảnh hữu thần một tay xoa vết thương trên mặt, cố nén đau nhức trên người mà đi về phía thiên viện của vi ngưng tử nhị công chúa ở trong phòng đợi một hồi lâu mắt thấy nàng ta tắm rửa xong rồi lại thay xong áo ngủ mà cảnh hữu thần còn chưa tới trong tay cầm gương nhìn nhìn mặt mình ngự khí khó chịu hỏi phò mã đâu tại sao còn chưa tới trong phòng ba cung nữ nhìn nhau vài lần trả lời nhị công chúa truy tinh đã ra ngoài thúc giục chắc là đang đợi phò mã ra cùng nhau lại đây Nhị công chúa quang mạnh kính trang điểm cầm trong tay xuống mặt bàn bằng gỗ hoa lê, lạnh lùng nói, hiện tại đã bao lâu chứ, một canh giờ cũng qua rồi, như thế nào còn không lại đây cho ta, hắn lại chết ở đâu rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là cung nữ tên truy tinh vén rèm tiến vào, trông thấy sắc mặt tức giận của nhị công chúa, còn có những mảnh gương nhỏ trên bàn, trong mắt có tia sáng hơi lóe thấp giọng nói, nô tỳ gặp qua nhị công chúa. Gặp cái gì mà gặp? Phỏ mã đi nơi nào rồi hả? Vừa thấy phía sau truy tinh không có người nào theo vào, nhị công chúa lại càng tức giận. Người của nàng ta đi mời cảnh hữu thần, thế nhưng còn không mời được. Truy tinh dừng một chút, cúi đầu nói, nhị công chúa, phỏ mã đi chỗ tử di nương, khi nô tỳ đi mời, ngài ấy nói tử di nương vừa mất đứa nhỏ, thân thể không được tốt, đêm nay sẽ không tới, ở bên kia nghỉ tạm. Nhị công chúa giận tím mặt, cánh tay ở trên bàn trang điểm vỗ một cái, cái gì? Hắn còn muốn đi, thật to gan. Xem ra hôm nay là nàng ta giao hơn hắn chưa đủ, nàng ta nói đêm nay muốn hắn hầu hạ, hắn còn dám đi chỗ tử di nương kia. Lúc này nàng ta lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đi về hướng thiên viện. Cảnh hữu thần lúc này ở trong thiên viện an ủi vi ngưng tử được một lúc, nhìn cái bụng đột nhiên xẹp xuống kia, nghe bà đỡ nói, đứa nhỏ phát triển đến giai đoạn đã có thể nhìn ra được là một nam hài lòng hắn đau như đau cắt khi truy tinh đến dục hắn đi đến chỗ nhị công chúa hắn làm sao chịu đi liền trực tiếp từ chối tân hôn ngày hôm sau khiến cho hắn trở nên như vậy sau này nếu vẫn như vậy hắn cũng không muốn sống nữa bây giờ nên chấn chấn phu cương một chút vì ngưng tử biết nhị công chúa lợi hại nhưng à hôm nay sanh non lại bị kinh hách khiến sức khỏe suy nhược tâm linh cũng yếu ớt hơn nhiều, đặc biệt muốn có người quan tâm. Cảnh hữu thần nhẹ nhàng dỗ dành làm cho à cảm giác được một chút an ủi cùng ấm áp, liền luyến tiếc đuổi hắn đi. Đêm nay, thật ra không liên quan đến việc tranh sùng gì cả, thuần túy chỉ muốn có người quan tâm mà thôi. Cảnh hữu thần chấn an ả à xong cũng có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay chính là ngày hắn chật vật khốn khổ nhất trên đời, hắn phân phó người mang nước đến tính tắm rửa một chút liền nghỉ ngơi sớm. Nhị công chúa mang theo bốn cung nữ cùng Mama, còn có đám lớn nhỏ nha hoàn và bà giúp việc trong viện. Hùng hổ trực tiếp vọt vào thiên viện, ngay cả cửa cũng không gõ, liền trực tiếp xông vào. Sau khi vào cửa thấy trong viện có người, liền một đường đi vào thẳng đến trong phòng. Vì Ngưng Tử vừa mới thư thái một chút, nằm ở trên giường sắp đi vào giấc ngủ, nghe trong sân truyền đến đủ loại tiếng thét chói tai, kêu phấn lam người xem trong viện là làm sao vậy? tại sao lại ầm ĩ như vậy, rốt cuộc còn có quy củ hay không? Phấn Lam buông xuống việc trong tay, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem, quả thực ngay cả hồn cũng bị dọa bay một nửa, món tay nhanh chóng run lên, ngay cả tầm mắt đều vội vàng thu trở về, sợ người ở bên ngoài nhìn thấy nàng đang nhìn lén. Làm sao vậy? Vì ngưng tử nhìn nàng thần thái có chút không đúng, nghi ngờ hỏi. Phấn Lam lấy tay chỉ chỉ sân, nhấp môi dưới nơm nớp lo sợ mở miệng nói nhị công chúa dẫn theo người đang giữ lấy bọn phấn ngọc mà đánh mới vừa rồi nàng nhìn thấy phấn ngọc ngăn ở cửa không cho người tiến vào vài bà quản sự liền giữ lấy đầu phấn ngọc dùng sức hướng phía tường mà đập thanh âm bang bang làm cho người ta nhìn cũng phát run căn bản không giống như là đang nắm lấy đầu người mà giống như đang nắm một cây gậy gỗ vậy nhị công chúa sau khi loại bỏ chướng ngại đang chặn cửa trực tiếp vào phòng nhìn vi ngưng tử đang nằm trên giường tiến lên trước chào hỏi à bằng hai cái tát, sau đó hỏi, phò mã đâu, người đem phò mã giấu đi nơi nào rồi. Trong phòng này nàng ta không nhìn thấy cảnh hữu thần đâu, không chừng là vi ngưng tử đem người giấu rồi. Vì ngưng tử vốn đã suy yếu, bị nhị công chúa tát như vậy, hạ thân truyền đến đau đớn, trực tiếp liền ngất đi. Nhị công chúa một phen đẩy ả ra, quay đầu hỏi Phấn Lam, người nói, phỏ mã đã đâu rồi? bộ dạng nàng ta hung thần ác sát khiến phấn lam sợ tới mức run chân quỳ xuống đất, chỉ vào phòng tắm, tay run run, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng nói không ra, đang, phò mã, đang tắm rửa. Cảnh hữu thần ở trong bồn tắm, toàn thân đau nhức ở trong làn nước ấm như được giải thoát, tuy rằng mùa hè mà ngâm nước ấm thì có chút quái, nhưng đối với hắn lúc này mà nói lại thoải mái vô cùng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm trong dòng nước ấm áp khi nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của nhị công chúa, cơ hồ giống như một hồi chuông cảnh báo, khiến cảm xúc của hắn trong nháy mắt trở nên kinh hoàng, xôn xao lập tức từ trong bồn tắm đứng lên. Cùng lúc đó, bốp một tiếng, nhị công chúa một cước đã đá văng cửa phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh cảnh hữu thần đang lõa thể, lộ ra cái mông trắng trẻo đang vỉnh lên. Cảnh hữu thần vừa đứng lên, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, xoay người sang nhìn thấy ở cửa, nhị công chúa cầm đầu mang theo một đám ma ma, nha hoàn, bà quản sự đang đứng ở đó. Bọn nha hoàn liên tục hô nhỏ, thẹn thùng lấy tay che mắt, xoay người sang chỗ khác. Các bà quản sự vẻ mặt vui cười, ánh mắt tà ác liếc nhìn phong cảnh của phò mã ra. Cảnh hữu thần hào phóng đến mấy, cũng không đến mức lõa thể khoe khoang với người ngoài, theo phản xạ cong người, lấy tay che chim nhỏ phía trước, hô to các ngươi tiến vào làm cái gì? Nhị công chúa vừa nhìn thấy dáng vẻ hắn ôm chim, nghĩ đến tối nay nếu không phải nàng ta tự mình đến đây, cảnh hữu thần này sẽ cùng vi ngưng tử dây dưa với nhau, nhíu mày hô lớn, nhìn cái gì chứ? Còn không mau giúp bổn cung đem hắn kéo trở về. Những bà quản sự có thể thấy phò mã ra tuấn tú tiêu sái như vậy, trong lòng sớm đã tràn đầy ý cười đáng khinh, tuy rằng trên người trên mặt còn có vài dấu xanh tím, nhưng so với vị kia nhà mình thì đẹp mặt hơn nhiều bọn họ ước gì được làm việc này nữa kia nên trực tiếp đi lên muốn bắt cảnh hữu thần cảnh hữu thần làm sao có thể chịu được điều này vẻ mặt đỏ bừng muốn vươn tay chỉ vào nhị công chúa lại sợ lộ ra chim nhỏ của mình ngượng ngượng ngùng ngùng mà nói với nhị công chúa nàng đang làm loạn cái gì đó còn không mau bảo bọn họ đi ra ngoài nàng rốt cuộc có biết cái gì gọi là phu cương cái gì gọi là liêm sỉ hay không? Vì, liêm sỉ, người vụng trộm chạy đến chỗ ả à hồ ly tinh này mới là chân chính là vô sỉ đó. Nhị công chúa nghe cảnh hữu thần chỉ trích, trong lòng cảm thấy hắn như vậy rất mê người, nhưng trong miệng vẫn hung hăng đáp trả, thầm nghĩ nếu hắn còn cương quyết như vậy, nàng ta cũng sẽ nghe theo hắn. Đáng tiếc cảnh hữu thần bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù là da mặt dày như tường đá cũng chịu không nổi vội vàng cầu xin tha thứ nàng để cho bọn họ đi ra ngoài trước đi đi ra ngoài ta mặc xong quần áo liền trở về với nàng là được rồi chứ gì cả khuôn mặt hắn đều nhăn lại cả người thu lại trốn vào trong bồn tắm quả thực là bị ép đến đường cùng chỉ thiếu chưa chảy nước mắt mà thôi nhưng trong lòng nhị công chúa liền lộ ra một nỗi thất vọng không nói nên lời người nam nhân này tại sao một chút kiên cường cũng không có chứ lúc trước nét anh khí khi cứu nàng ta đã chạy đi nơi nào rồi xem dáng vẻ nhu nhược hiện tại thật sự là càng xem càng tức hiển nhiên công chúa của chúng ta có những yêu cầu thật sự rất cao yêu cầu cảnh hữu thần vừa mạnh mẽ vừa phải nghe lời nàng ta nâng nàng ta lên cao thật sự là tiêu chuẩn với không tới mặc cái gì mà mặc người đâu trực tiếp đem phò mã quấn lại nâng vào phòng của ta nhị công chúa tay vừa nhấc mệnh lệnh lưu loát cả người phát ra khí thế nữ vương. Các bà quản sự liền lập tức xông lên, tìm tấm thảm, đè cảnh hữu thần rồi bọc lại. Có người gan lớn nhân cơ hội ở trên đùi, mông của cảnh hữu thần sơ sơ, khiến hắn không khỏi phải liên tục tránh né, lại bởi vì thân thể đang lõa lồ, tay chân lại không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể lắc lắc thân mình tránh né, lớn tiếng nói, nhị công chúa, nàng không nên quá đáng. Ta là phu quân của nàng, không phải là nam sủng của nàng. Nhị công chúa ánh mắt ở trên người cảnh hữu thần quét vài lần, khinh thường hừ nói, chỉ bằng ngươi, muốn làm nam sủng cũng không đủ tư cách. Đây là hoài nghi năng lực của cảnh hữu thần. Nam nhân bị người hoài nghi chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, cảnh hữu thần mắt bén lừa giận, hai tròng mắt đỏ ngầu, ngự chi lan, người không tuân thủ. Sớm có công nữ kịp phản ứng, trực tiếp lấy một tấm khăn nhét vào trong miệng cảnh hữu thần, gọi hai bà quản sự đem cảnh hữu thần đã gói ghém kỹ bằng tấm thảm rồi cứ liền như vậy mà nâng ra thiên viện. Vì ngưng tử đã tỉnh hồn lại, nhìn cảnh hữu thần bị người nâng ra sân, đi theo phía sau nhị công chúa, giống như một con heo nương đang chuẩn bị dâng lên giàn tế. à há miệng thở dốc không biết là kinh ngạc hay là muốn nói cái gì, trong đầu một cỗ bi thương cùng sợ hãi tập kích nay đứa nhỏ của ả à đã không còn, cảnh hữu thần cũng không bảo vệ được ả. À. Vì ngưng tử đột nhiên cảm thấy, sau này chỉ cần trong phủ có nhị công chúa thì một ngày của ả à chắn chắc sẽ không thể nào bình yên trôi qua rồi. Các bà quản sự đem cảnh hữu thần để xuống giường của nhị công chúa xong thì lui ra ngoài. Cảnh hữu thần cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm nay hắn đã ở trước mặt toàn thể hạ nhân mất hết mặt mũi. Bây giờ còn bị xích lõa bọc lại đưa đến trên giường. Quả thực là vô cùng nhục nhã, mới vừa rồi một đường lại đây, ánh mắt cười nhạo của bọn hạ nhân làm cho hắn có một loại xúc động hận không thể lập tức chết đi. Hắn động vài cái kéo thảm xuống, vọt tới trước mặt nhị công chúa, giận dữ nói: "Nàng rốt cuộc có đầu óc hay không hả? Để cho người khác nhìn ta chê cười, nàng có phải sẽ cảm thấy rất vui vẻ? Ta là trượng phu của nàng, ta bị nàng giễu cợt, đối với nàng có ích lợi gì?" Người giống cái gì mà giống? ta là công chúa, ta muốn như thế nào liền như thế ấy, ngươi là cái quái gì? Nhị công chúa một phen đầy cảnh hữu thần ra, dùng lực so với hắn còn hung mãnh hơn, lại còn dùng thanh âm bén dọn chừng mắt đáp trả. Nàng, quả thực là vô pháp vô thiên rồi. Cảnh hữu thần quả thực đã bị tức đến hộp máu, không, là đã muốn hộp máu, trong cổ họng một cỗ tinh ngọt xông ra, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, hai chồng mắt lồi ra, nhìn khuôn mặt nhị công chúa bởi vì gầm rú mà trở nên dữ tợn. Không, đây không phải là thê tử của hắn, đây là ma quỷ. Ma quỷ là ông trời thấy kiếp trước hắn không làm chuyện tốt, phái ma quỷ tới tra tấn hắn. Cảnh hữu thần đáy mắt sung huyết, giơ tay lên cho nhị công chúa một cái bạt tay. Nhị công chúa vốn mang tâm tình không vui, nay cảnh hữu thần còn dám đánh nàng ta. Nàng ta trực tiếp hướng bên ngoài hô hai câu, hai cung nữ có võ công lập tức tiến vào, bắt lấy cảnh hữu thần trói ở trên giường. Xem ra hôm nay ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Nhị công chúa bảo cung nữ cầm roi tiến vào, đóng cửa kỹ càng, đi tới trước mặt cảnh hữu thần. Tiếp theo, trong phủ công chúa liền truyền ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm thét, truyền A, truyền A, rơi vào tai quan ngự sư. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn